vị đạo diễn mang đến cho bạn Về Nhà Đi Con, Người Phán Xử và Hương Vị Tình Thân đến với bộ phim vừa có yếu tố về nhà, vừa có yếu tố phán xử và có cả yếu tố hương vị lẫn tình thân. Cùng với đó là dàn diễn viên của tất cả các phim kia như ông giám đốc công an trong Sinh Tử, ông phó giám đốc công an trong Sinh Tử, ông trở phó trong Quỳnh Búp Bê nhưng giờ làm công an xã. Anh cảnh công an xã vừa đến nhắc đấy. Ông giám đốc sở kế hoạch đầu tư trong Sinh Tử nhưng giờ làm giám đốc sở y tế. Ông giám đốc sở tài nguyên môi trường trong Sinh Tử nhưng giờ làm công an. Ông doanh nhân bị làm tốt thí trong Sinh Tử nhưng giờ làm doanh nhân đi thí người khác nhưng về sau vẫn bị thí. Tôi không muốn làm con tốt thí. Ông bố trong Về Nhà Đi Con và ông bạn thân của vợ bạn trong Về Nhà Đi Con. Thế thì lần sau mẹ mà thèm cứ alo cho bố là có luôn. Đấu trí. Bạn đã biết một bộ phim với nhân vật chính tên Vũ có một cô người yêu với gia đình tan vỡ và bị ông này tán tỉnh. Giờ hãy sẵn sàng cho một bộ phim với nhân vật chính tên Vũ có một cô người yêu với gia đình tan vỡ và bị tán tỉnh bởi người y hệt. Mình có thể sống với nhau trọn đời. Đạo diễn bởi ông đạo diễn y hệt. Khi dịch Covid lây lan khắp các tỉnh hư cấu trong phim, tình hình nguy cấp đến nỗi ông đầu trọc ít học ở phố trong làng phải mọc đầy đủ tóc và trở thành tiến sĩ để cứu mọi người khỏi việc không biết nháy mắt. Anh là Tuấn, em trai Phan Đình Tùng. Nhưng điểm mấu chốt vẫn là Phan Đình Tuấn. Huấn hoa hồng nhưng được ăn học đầy đủ. Có làm thì mới có ăn. Một nhà khoa học uy tín, người đàn ông có kinh tế, có vợ, có bồ, có quan điểm rõ ràng về phụ nữ. Phụ nữ là để duy trì nòi giống. Và mọi chuyện sẽ không có gì nếu Tuấn làm ăn lương thiện và đóng góp cho xã hội và chỉ kiếm 5% lợi nhuận từ số tiền hàng nghìn tỷ. Nhưng không, anh bị đồng tiền làm mù mắt, câu kết với nhiều quan chức để phục vụ lợi ích nhóm, gây thất thoát hàng nghìn tỷ cho ngân sách nhà nước, làm khổ đời sống nhân dân. Câu kết với Tuấn là bà Vũ Trưởng Bằng, nhân vật truyền thuyết trong livestream của Thầy Giáo Ba. Được chống lưng bởi một nhân vật thuộc diện trung ương quản lý. Mà Khải lại có người chống lưng cỡ trung ương quản lý là anh Thi, một cán bộ cấp cao thuộc diện trung ương quản lý. Mọi thủ đoạn về giấy tờ được bà Bằng, Tuấn và Phan Đình Tùng tính toán tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng, trục lợi bất chính. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ cốt truyện. Đạo diễn và biên kịch đã xử lý cốt truyện vô cùng tài tình khi mà bắt trend tham nhũng trong đợt Covid, rồi nhanh chóng chuyển mình sang các chủ đề nóng của xã hội thể hiện ở tỉnh Đông Bình, nơi một người có bệnh lý tâm thần được giao cho việc chăm sóc sức khỏe của người dân toàn tỉnh. CGV chiếu phim truyền hình Việt Nam và ai cũng là một cái gì đấy. Như bà Loan, vợ ông Tùng, là ông Bùi Ngọc Kiên, giám đốc sở. Tôi, thiếu tá Phạm Thái Hòa. Tôi là Lê Anh Vũ, phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm. Anh Xuân Phi, giám đốc sở y tế Bình Hòa. Hôm trước em có gặp anh Thái, thứ trưởng ở trên bộ. Có phải là Quyên con gái ông Cửu không? Đến với Đông Bình, vũ trụ điện ảnh DC phiên bản Việt Nam vì nó có quá nhiều vấn đề, từ rửa tiền, khai thác trái phép khoáng sản dưới mỏ đất để tiếp tục khai thác trái phép khoáng sản dưới mỏ đất, tiếp tục rửa tiền cũng với mục đích để rửa tiền, tham nhũng buôn lậu gian lận thương mại, chuyển đổi số đã có rất nhiều sai phạm, đào trộm khoáng sản rồi buôn lậu qua nước ngoài rồi rửa tiền bằng cách đầu tư vào các dự án ma để thành lập dự án kêu gọi đầu tư. Nhóm lợi ích đứng sau các siêu doanh nghiệp, đứng đầu bởi các doanh nhân như Đức, Mai Hồng Vũ nhưng có hiếu với bố mẹ. Con luôn cố gắng giữ giới hạn cho mình. Con xin lỗi bố, đã làm bố phải lo lắng. Người đứng sau thao túng cả thị trường, chống lại các thế lực từ quan chức tới công an. Chuyển đổi mục đích sử dụng chưa? Nhưng mà không chống được vài cơn ho. Ông Hùng, trùm cuối thực sự đứng sau tất cả, nhưng không thể nào trùm bằng áo của trùm cuối và figure của trùm figure, nơi chúng tôi bán đủ các mẫu áo và figure từ game, phim, anime. Dịp đầu năm dương lịch, cuối năm âm lịch chúng tôi khuyến mãi cứ gọi là suốt ngày. Các bạn có thể mua được những chiếc áo sweater, hoodie xanh điệu cho dịp Tết, cùng với đó là hàng loạt figure giá rẻ và chất lượng cực kỳ phải chăng. Chi tiết về khuyến mãi các bạn có thể xem ở đường link ở phần mô tả và bình luận. Chủ tịch tỉnh được xây dựng là một chính trị gia tham vọng, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Cụ thể là làm trạng vương. Tôi có lợi thế là con rể của nguyên bí thư tỉnh ủy. Trưởng phòng cảnh sát điều tra tỉnh Đông Bình, người cấp dưới dính chàm quen thuộc trong các phim cảnh sát hình sự, mà cuối cùng kiểu gì cũng bị thanh tẩy để bộ máy sạch sẽ hơn. Bị lộ tẩy không phải vì ông là kẻ ác, mà có thể là vì ông tung đầu xu để quyết định mọi nước đi quan trọng của mình. Chúa từng thử logic với lại kiểu suy nghĩ chưa? Cái đấy có hay phết. Chống lại những thế lực hắc ám này như thường lệ là các chiến sĩ công an mưu trí, anh dũng và cực kỳ cương quyết trong việc ăn kẹo lạc. Còn gì nữa không? Cậu nói nốt đi. Kẹo lạc với nước chè là đúng bài rồi. Chú thích ăn kẹo lạc mà. Gồm đại tá cựu giang hồ Trần Giang, anh công an với quả lông mày Trương Phi này, đại úy Phong, anh công an body đẹp trai xoáy ca mặc tank top, người nâng hình ảnh chiến sĩ công an trên phim ảnh lên một tầm cao mới. Nhưng mà không nâng tầm thời trang lắm, hoặc là cái thời trang này ở một tầm mà tôi không hiểu được. Nhìn cái ăn mặc này thì chắc chắn anh là một thằng chân gái. Xuất hiện với nhiệm vụ là giải thích phim trong khi đang ngồi trên xe ô tô. Trịnh Văn Thái, biệt danh Thái Mèo,
Con đường này kể từ lúc khánh thành đến bây giờ chưa có xe quá khổ quá tải nào chạy. Và nhân vật chính, Đại ủy Vũ, một điều tra viên có năng lực, có kinh nghiệm và có thái độ cương quyết, đứng giữa quyết định theo ngành để phục vụ nhân dân và tổ quốc hoặc bỏ ngành theo con đường kinh doanh. Vũ đã quyết tâm chọn trời mưa không chạy vào nhà. Vào đi không ớt hết bây giờ. Vũ là một phó phòng công an điều tra trẻ tuổi với chuyên môn là thay đổi góc nhìn một cách từ từ. Cùng năng lực giỏi đến nỗi anh không được cấp trên ghi nhận. Con cứ tận tâm tận lực như thế, họ có ghi nhận đâu. Và bị đình chỉ công tác. Tạm đình chỉ công tác của cậu. Chứng kiến các chiến sĩ công an chuyển từ án kinh tế này sang án kinh tế khác trong cuộc chiến chống tham nhũng khốc liệt, không quản nhượng, chống lại những kẻ ác với quyền lực và tài chính ở mức không tưởng, cung cấp cái nhìn chân thực hơn về các chiến sĩ công an. Họ không chỉ là những người cứng nhắc, mà còn là những người bình thường với những hành động bình thường như đi muộn. Sao cậu xuống xe muộn ấy? Sống cuộc sống giống designer. Nghề của con giờ rất thất thường, bấp bênh. Dùng đồ Apple. Cùng với đó là những thứ bạn kỳ vọng ở một bộ phim cảnh sát hình sự như tác phong xịn sò, chuyên nghiệp, kiên quyết của Bộ Công an. Những pha bắt bớ chuyên nghiệp như phim Mỹ. Động vật. Tối ra nhớ bắt con lợn nhá. Ok, chuyện nhỏ như con thỏ. Biệt danh Thái Mèo như là sự cá mập. Và những thứ bạn không kỳ vọng xuất hiện ở một bộ phim cảnh sát hình sự nhưng vẫn xuất hiện để phim dài hơn 80 tập mà chưa hết như chuyện tình giữa Phong và cô nữ sinh cấp 3 nổi loạn là con quan chức đang bị điều tra. Chuyện tình giữa Vũ và cô nàng tiêm quá nhiều filler là con của doanh nghiệp cũng đang bị điều tra. Vấn đề gia đình của chị gái Vũ. Tiếp tục là vấn đề gia đình của chị gái Vũ. Mẹ đưa thư đi cùng mẹ nhá. Mày đã gái đã qua một lần chồng. Vẫn là vấn đề gia đình của chị gái Vũ. Cô còn có lương tâm không? Chính mẹ vừa nói thế còn gì. Vấn đề dinh dưỡng của chiến sĩ công an. Đói bụng thế nhở? Đi ăn đi. Vấn đề sức khỏe của chiến sĩ công an. Bây giờ khỏe lại, anh em mình chiến đấu tiếp. Màn đánh võ tấu hài phết này. Tất cả tạo nên một bộ phim cảnh sát hình sự toàn diện, gần gũi với khán giả và thực tế, với thông điệp ý nghĩa rằng gia đình là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp của mọi người đàn ông. Mặc dù ông anh rể này lấy danh em vợ nhận hối lộ khiến thằng em bị đình chỉ công tác, đứa con gái này cầm 10 tỷ tiền hối lộ của bố rồi đi mua xe sang. Bọn nó ai cũng có ô tô nên con cho giúp một ít để mua. Mẹ liên tục khuyên con trai nghỉ việc. Nhân chuyện này con nghỉ luôn đi. Người yêu liên tục khuyên bạn trai bỏ việc. Anh hãy cân nhắc cho tương lai của chúng mình. Bạn nên cẩn thận, bạn đừng có mò khóc. Vì khi các chiến sĩ công an đến Đông Bình thì không kẻ lợi dụng chính sách để làm giàu hay bất kỳ ông anh trên trung ương nào của họ có thể ngăn cản được bánh xe của công lý. Với sự tham gia của những thứ làm bạn thấy sợ như Bộ Công an trong nhiều thời điểm khác nhau, dụng cụ phòng thí nghiệm, nghèo mà là hết tiền, thiếu kinh phí anh ạ. Tại sao để chiến sĩ của mình về nhà xin tiền mẹ nhiều thế? Muốn mua con gì thì đánh án, phải ngửa tay xin tiền bố mẹ. Trung bình diễn viên của phim Cù Lao Sắc Sống. Diễn chưa đạt, quả này nhìn không có tí tố chất nào để làm diễn viên. Trung bình nhà có người cá độ mùa World Cup. Có gì anh phải nói, mình còn gỡ chứ. Khi bạn thấy hai thằng con trai ôm nhau. Thế thì khai đấy. Ông Liêm. Anh Liêm ở dưới Hà Nội. Đấu trưởng 100.